Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft on the mod 9. Và ngày hôm nay chúng ta đã có cập nhật ha. Thích lỗi thôi chứ không gì hết. Nhất là cái lỗi của cái Structure Compass. Hôm bữa bị khi mà nó tìm cái structure không đúng á, cái nó bị đứng luôn á. Rồi và trong tập trước thì chúng ta đã có được khu vực này cấp độ tốt nhất. Rồi và mở lên thì giữa việc cường quá bằng cái cuốn sách này với lại cái kiếm này á, thì chúng ta có một cái để ý ha. Item enchantability chỉ có một thôi, còn cái kiếm nằm đâu? Nằm đây nè, bên góc trái á. Góc trái nó có một cái dòng enchanting level 100, nó có những cái khác nữa thì item enchantability chỉ có một. Còn cái kiếm là cấp độ cao hơn nha. Cái kiếm được tới 85 lần cho nên nó sẽ ra những cái rất là xịn. Thành ra mình thích chơi cái kiếm, xong rồi chúng ta tách cường quá là vậy á. Và bây giờ chúng ta coi lapis. Hết lapis rồi. Này là y 200 mấy luôn. On fix. Này cũng phải âm 68. Ồ, âm 70 nè. Âm 64 nè. Lapis Lazuli. Không thấy. Lapis Orc. Albert. Kiếm lại. 100 mấy ngàn Arapatic thôi, Albert ơi. 50 mấy ngàn. 10 mấy ngàn thôi. Hello. Bốn trận. Năm. Bây giờ đi nâng Fortune lên cấp độ cao hơn nữa. Fortune 7. Ghê chưa? Fortune 7 luôn. Rồi cái khu này chắc chuyển qua bển luôn đi. Để xử lý cho nó gọn. Để xa quá.
Vậy ha. Muốn chơi lại không? Sao để mình kiểm tra thử coi. ATM Honor Mod 9 là phiên bản gì? Bản rút gọn là bản Lite á hả? Thực ra thì nếu mà không bắt buộc người ta chơi Ragtag thì nên bỏ luôn cái phần Ragtag đi ha. Ragtag không cần thiết. Nào mà nếu chúng ta chuyển qua đó chơi là phải chơi lại á, chơi lại từ đầu á. Ông mà đâu có thấy nói là cái này phải đào về coi thử thì mới biết là có Ragtag hay không. Ừ, thấy rồi. Thấy rồi. Ủa cái giờ này nó mới ra. Biết tại sao giờ này mới có người lên tiếng là thôi mấy ông ấy hả? Hãy làm cho chúng tôi một cái bản mod Honor Mod 9 mà máy yếu yếu có thể chơi được. Chứ mấy ông chơi vậy hả? Bây giờ tôi chơi không nổi. Nặng quá nặng. Nặng thiệt chứ bộ, đâu phải giỡn đâu. Bây giờ thế giới của mình là cũng lắc lắc rồi nè. Đây, Fortune cấp độ 7. Chúng ta sẽ cho Fortune 7 vào trong cây này. Và còn Efficiency nữa ta. Efficiency gì nữa? Giờ quất lên cấp độ này là Efficiency nó còn xịn nữa. Đây là Efficiency 8. Còn được có một cuốn luôn kìa, ghê thiệt. Cái này nó mất 128 luôn. Ghê không? Efficiency 8 với lại cái đó luôn. Đúng rồi, bỏ Ragtag ra là nó mượt à. Ragtag nó lót rất là nhiều thứ à. À, không lấy giờ chơi lại ta. Lấy giờ chơi lại. Tại vì phần chơi này đối với phiên bản này thì không biết là ta sẽ đi được tới đâu. Bởi vì thế giới này cũng bắt đầu lắc rồi đó. Đáng lẽ ngay từ đầu mấy ổng đừng cho Ragtag là được. Còn nữa nè. Ở đây là 9 quặng nha. Và xài Fortune 7. Tập ra 3 stack cộng với 57 cục. Khủng khiếp chưa? Giảm bớt mấy cái lặt vặt đi là được. Cường hóa minor, minor gì? Minor fervor hả? Một, hai, ba, bốn, năm. Có scavenger nè. Bỏ phiếu hả? Bỏ phiếu làm gì? Bỏ phiếu chơi lại từ đầu hả? À quên. Có một vấn đề nữa. Là mặc dù bàn cường quá chúng ta đẩy lên cấp độ cao như thế này, nhưng mà không phải là cường quá nào nó cũng xuất hiện đâu nha. Có những cường quá nó sẽ không có xuất hiện ở trong đây. Nó đặc biệt vậy đó. Thì có những cường quá ở cấp độ thấp hơn thì nó mới xuất hiện, còn cấp độ cao nó không có. Cho nên khi mà làm cái này á, là cũng phải coi cho kỹ á.
2, 3, 4, 5, 6. Minor fervor. Capturing, looting, severing. Khoan, lấy cái staff ra thử rồi, hay lấy cuốn sách ra thử rồi. Bây giờ sẽ thử cường hóa cuốn sách coi có gì đặc biệt không? Không có. Cuốn sách là không có. Diamond Hole chẳng hạn. Ôi, efficiency cấp độ 9 luôn kìa. Bo chành cấp độ 7. Ghê vậy. Cây hâu mà có pho chành. Quá dữ. Còn món gì cường quá chơi nữa ngay. Dagger coi. Có được gì nữa không? Không. Thon sâu bao. Sâu bao thôi. Bull of the Earth. Minor Fervor. Có nè. Not Trayable, Not Treasure. Nghĩa là không có thể trade và cũng không phải treasure. Ủa vậy sao tìm? Tả ha. 2, 3, 4, 5, 6. Efficiency cấp độ 9. Fortune. Looting 6. Scavenger 2. Envo. Obliteration. Envo này nó bị damage sẵn rồi. Cho nên mình cũng không quan tâm lắm. Ủa quên vậy, phải lấy một cái Envo khác thả lên cái Envo đó. Đây là một điều rất là thú vị nè. Bây giờ Envo có cường hóa. Chúng ta sẽ coi coi tách cường hóa của Envo ra bằng một cái Envo khác. Phải thả một cái Envo khác thì mới tách được. Mình trên còn gì nữa đâu. Ngồi đây cường quá nó xịn hơn chứ. Còn đi kiếm gì nữa. 1, 2, 4, 5, 6. Còn gì xịn hơn cái món đồ ở đây nữa. Hãy cho biết cái gì xịn hơn đồ ở đây nữa. Tại vì đồ này là xịn lắm rồi đó. Khủng khiếp lắm rồi đó.
cái Morgan ra để lấy cái lootin. Đúng rồi, Unbreaking 10 á. Ấy. Unbreaking nhiều khi còn phải cao hơn nữa. Ví dụ như quá 10 luôn càng tốt. Chứ 10 cũng chưa xi nhê nữa. Cho cái đèn á. Sẵn thì có mấy cái món này thì làm lên luôn thôi. Kiểu như vậy nè, lút tinh nè. Rồi mình lấy ra, nó có nhớ lút tinh 7 không? Vẫn nhớ. 84 thôi. Lút tinh 8 luôn đi. Thì cái đó có làm rồi trong tập trước mà. Những cái gì mà cường hóa được thì cứ bỏ vô đây thôi. Đây nè. Vopo cấp độ 8. Vui chưa? Tại vì mình đang nâng lút tinh luôn. 128. Lút tinh 6 kìa. Vopo 5. Fortune 7. Wow. Unbreaking 7. Unbreaking 7. Ôi đã vậy. Thấy cái gì mà 77 là thấy vui rồi đó. Hello. Giờ đồ xịn quá. Lút tinh 8 128 này thấy không, lấy ra cái đó từ từ tính, gấp gáp gì đâu. Lút tinh 8 lấy ra xài rồi đó. Lút tinh 8. Ừ, trừ theo level à. Còn trừ theo lượng XP thì nó tốt hơn chứ. Vậy thì nó mới hợp lý. Ủa sao một cuốn lút tinh cuốn kho chành vậy? 7 vậy? 8. Kho chành 8. 128. Rồi, Unbreaking. Lấy một cuốn, lấy hai cuốn. Đây là đang nâng cấp Unbreaking lên. Unbreaking 8. Rồi bỏ vô trọng. Breaking. Bây giờ trong đó là 240 hả? 240. Rồi được hai cuốn. Một cuốn 8, một cuốn 7. Không lên được. Bây giờ phải kiếm thêm Unbreaking để đẩy nó lên đều hơn. Efficiency. Cái này nó roll có một số cái thôi. Nó không có ra Unbreaking nhiều ha. Cái này có Unusing Unbreaking. Vậy sẽ xài cái đó được. Vậy thì xài hai cây này. Tối đa 8. Để coi. Để coi tối đa là bao nhiêu. Mỗi phần chơi khác nhau mà. Đâu biết chính xác được đâu.
Giờ có cái gì repair cái đèn? Có món gì có thể repair được cây đèn cho thật là dễ dàng? Còn XP Boost. Cái thơm như mình nói nó sẽ không có xịn bằng. Tại vì cái enchantability của nó quá thấp. Nó không có phải mất thời gian đâu. Cái kia nó dở quá. Nãy đã nói rồi mà. Nè bỏ này vô nè thấy không. Nó ra mấy cái gì đâu không à. Nhiều khi cái trên này nó lại xịn hơn cái đó nữa. Vậy nó mới khó chịu quá chứ. Cấp độ đâu có cao đâu thấy không. Các bạn thấy không, nãy cấp độ lên dữ lắm. Còn bỏ cuốn này vô cấp độ đâu có đâu nè thấy không. Cây nè. Lên có những cái cao hơn liền à. Hép cho rin 6 luôn rồi thấy không. Đó. The say inside. Còn cuốn này là tùm lum luôn. Mà đã chơi rồi ha, là kiếm cái gì đó cho nó xịn xịn luôn, tới bến luôn ha. À hết cái má này cũng được. Popo tiếp. Lich Capturing. Avenger. Cường quá thiệt là đã tay, không cần quan tâm đến cấp độ luôn. Cứ vô và bấm thôi. Ôi sắp đạt 8 luôn rồi. Nhưng mà sắp đạt không có ý nghĩa gì nữa hết. 15.000 sát thương không đủ hay sao á? Sao kiểm tra. Unbreaking. 128. Đây là hai cuốn Unbreaking cấp độ 8. Cho vô. Nó vẫn là 8. Coi cho kỹ nha, bấm vô á, không coi á là mất gán chịu á, nó vẫn là 8 nha. Như vậy là 8 là maximum trong phần chơi này. Ta không vượt được cái ngưỡng đó. Rồi, mình vậy thì thôi. Mình sẽ lấy thêm Mending cái. Chúng ta sẽ coi một cái nữa là mấy cái như là Scavenger rồi gì này nọ nè. Được thì nâng lên thêm cho nó cao cao một chút. Cho đã. Như Scavenger. Vẫn là 3 thôi. Nó không hơn được nữa rồi. Thì thôi luôn. Nãy thấy có inside cao lắm. Inside 6 hả? Inside 7. Vậy đó. Rồi Unbreaking 8. Với cái này. Mà bây giờ phải lấy bỏ vô sữa. Sữa vô đâu? Endo fluid tăng. Fluid tăng.
Avenger với Lupinata có cộng dồn không? Đánh cái là nổ còn dữ hơn nữa. Xong rồi đâu cần kiếm anh Breaking nữa đâu. Ta đang suy nghĩ coi còn làm gì nữa không thôi. Chứ bây giờ mà đồ mà để tách cường quá là còn này nữa nè. Một đống đây nữa nè. Đó đó, ủa còn sách kìa. Sách gì vậy? Quá chừng thứ. À, Fortune. Fortune cấp độ mấy? Cao nhất cấp độ 8. Cấp độ 7. Lộp. Lộp đi. Lộp luôn. Bộ đồ trên gì nữa giờ? Bộ đồ này còn gì nữa để in trên? Efficiency cấp độ 9. Vẫn là 9. Ok. Tiêu thách nè, efficiency bỏ vô nè. Vitality hả? Đang ở chổng là vitality cấp độ 5. Lút tinh hả? Lút tinh có rồi đó. Vitality cấp độ 6. Lút tinh có rồi nè. Lút tinh 8. Điểm luôn. Lút tinh 8 xong rồi được không? Cũng vẫn là 8. Đó. Sweeping Edge. Trời ơi, 7 luôn hả? Tám luôn. Rồi coi thử lên 9 được không nha. Không. Bất tử thì bất tử. Nhưng vấn đề là hả, vẫn phải gắn vô cho nó đẹp. Ủa lút tinh đâu? Lút tinh đây. Thiếu gì nữa không? Mình chỉ xài siêu thách, efficiency, mending, unbreaking là cho cái kênh kia rồi. Nè lấy bộ đồ xuống hình trên nè. Inside Repellent. Mana Boost. Mana Regen. Stable Footing. Thấy chữ số đẹp quá ha. Atlapis. Berserker Fury. Vitality 7 cả. Có trình rồi luôn. Có trình 8. Có trình
Quá trình nhớ rồi luôn mà. Quá trình 8. Sweeping edge. Looting. Efficiency. Siêu thách efficiency với fortune. Fortune 8. Rồi tách từ đồ một cái. Áo 3, 4, 5, 6. Quá chừng. Không phải bắt đầu. Arrow nose chest hả? Mà nhiều khi nó không có bị kiểu như là nó đang quá tốt và nó không có bị thôi, chứ nó không phải bị bắt đâu. Vitality 7. Follow and chain gì giờ? Ấy, rồi 7 luôn. 7 thiệt 7 luôn. Ổ quá, ổ quá. Đang lo nói chuyện. Một pha quá ẩu, đi vào lòng đất luôn. Độ nó không tăng, bấm làm gì? Tự nhiên mất ngon ngơ à. Thiệt tình. Bách phát nãy hả? Nè, đấu hình trên được đâu. Chỉ nâng lên Netherite thôi. Có cây stick. Cây này enchant được không? Mana boost 6. Wow. Wow. À, chuẩn bị. Chuẩn bị đi nâng cấp.
Nãy giờ là mình đã chuẩn bị công thức của những cường hóa gọi là cao nhất luôn. Chúng ta sẽ lấy xuống hết. Xong sau đó qua đây. Đầu tiên là cây này. Cây này sẽ cần phải cho hai thứ là efficiency và siêu thách vô. Efficiency cấp độ 9 cộng với siêu thách. Kế tiếp cũng một cái efficiency nữa và fortune 8. Tại cái đe luôn. Cái đe giảm quá. Lộn nha, lộn nha. Efficiency và loot tinh chứ. Có fortune nữa mà. Ấy. Khoan. Có chuyện gì đó nó sai sai vậy ta. Efficiency. Chưa có fortune. Loot tinh còn này là gì? Siêu thách đúng rồi, không sai. Fortune. Fortune 7. Ủa 7 thôi hả? Có 8 không? Lên coi liền. Vẫn là 7. À, Fortune 5. Thấy không? Ủa sao nó sai sai vậy ta? Nó bể cái đe ra cái nó mất luôn là sao? Nãy nhớ chuẩn bị đủ mà. Nãy nhớ lấy cuốn Fortune ra rồi mà. Chưa cho vô đây luôn. Đây nè, có rồi. Và phát hiện lại là cái đe nãy chế tạo xong rồi. Chứ làm gì có chuyện mà chưa xong. Xong rồi. Đây, efficiency 9 và fortune 8. Chơi xịn luôn, hết mức. Bây giờ mình sẽ cần có looting với lại sweeping edge. Bỏ vô cây Morgan. Chém làng ra. Quá ngầu. Thêm một phát nữa là scavenger. Thì scavenger chỉ cấp độ 3 thôi. Scavenger với lại chắc chỉ có scavenger thôi. Có một cái nữa là Vorpal. Vorpal 8. Vorpal 8 nè đó. Rồi nếu bạn nào lo lắng nữa thì chơi thêm Lich. Lich cấp độ 8. Life Stealing. Ồ dạ luôn, cái này chưa nâng. Giờ để nâng cái. Dạ, cuốn đó làm sao làm ra được ha. Capturing. Life Stealing. Ủa rồi đã. Cái này gom lại trước đi. Unbreaking và Mending. Bây giờ Live Stealing nè. Đâu ra cây này nữa. Live Mending. Live Stealing. Muốn nâng cấp mà cũng khó khăn lắm á. Life Stealing nó toàn ở cấp độ 3 đó không à. Life Stealing 5 nè. Lâu lắm mới thấy được cái. Life Stealing 3. Chút nữa đi. Để kiếm đồ chơi chơi một cái. Tăng tốc auto crafting của AI hả? Các bạn gắn thêm CPU vô.
Form cái multi block bự bự một chút. A lapis. Capturing knowledge of ages. Tăng kinh nghiệm. Để cường quá xong 13 cuốn này luôn. Scavenger level 3 hết cỡ đó. Acceleration car. Nếu vừa thêm vô trong cái terminal á thì không biết là nó có chạy được không nha. Thường là gắn CPU nhiều vô. Khi mà gắn vô á nó sẽ cần phải có core crafting processor cộng với lại cái crafting storage. Thì các bạn phải gắn đồng đều nó mới chạy nhanh được. Còn các bạn gắn một cái không á, chỉ có một cái core processing á thì nó chạy rất là chậm, đúng rồi. Chẩn chậm hơn refine hả? Vậy thì thua. Vậy thì do bản mod nó như vậy rồi sao giờ? Tài stealing ít quá ta. Oh, life stealing chỉ có 6 thôi, không có 7. Ok. Lich cấp độ 7. Kiểm lich. Olyx này là 8 chứ phải 7, lộn. Ok rồi nha. Capturing. Bảy. Lich, Vorpal, Scavenger 3 nè. Life Stealing, rồi gì nữa? Cáp nệt. Sharp nut. Độ sắc bén. Sharp nut. Sharp nut 8. Sharp nut có lên 9 được không? Được. Tại vì efficiency lên 9. Sharp nut 9. Rồi sharp nut 9 vậy là hết rồi đó. Còn cái gì cho cây kiếm được nữa mà chúng ta có thể bỏ vô đây? Catalyst. Curse of Mercy. Cần gì hả? Cho vui thôi. Knowledge of Ages. Cấp độ 3. Này mà kết hợp với loot Pinata thì không biết bao nhiêu kinh nghiệm ha. Để kiếm vô. Life Mending Looting Magic Siphon. Mending Nature Man Playbringer.
Apply Bad Effect, Raider Band, Scavenger rồi nè. Severin, Reliquary Drop, Simmer. Cho nó lên phát sáng vui thôi. Sâu bao. Ủa cái này chưa có sâu bao nữa. Vigilante XP Boost. Đâu coi thử coi. XP Boost 7. Vậy thôi thì bỏ. Không cần. Backstepping. Đánh từ phía sau. Chút nữa. Tại vì đang coi cường quá. Bao nhiêu đây cường quá cho cái kiếm là có đủ hay chưa? Hay là còn thiếu? Ồ, Playbringer hết rồi nè. Sâu bao. Mà nó có thể sao sống nổi sau một phát gọi là yêu thương từ cây Morgan đâu mà phải chơi như vậy. Nó không thể nào mà nó chịu nổi được cây Morgan hết. Đập cho một cái là lên đường chứ nói gì nhiều nữa. Knockback. Magic Siphon. Cấp độ 11 luôn. Khủng khiếp. Sweeping rồi luôn. Và chia lên thi. Còn nói lấy XP Boost rồi đúng không? Oh, chưa lấy XP Boost. Thắm được không? Rồi bỏ đi. Mình đã soạn ra được những cái cường quá mạnh nhất của mình để cho vô cây Morgan. Cho vô cây Morgan trước. Rồi sau này chúng ta sẽ cho vô cây khác. Và bây giờ cứ bỏ vô cái này trước theo cặp cái đã. Rồi bỏ vô đây. Bỏ vô đây. Hai cuốn này mới gom lại và coi thử coi. 125 cấp độ. Đẩy cây Morgan ra tùm lum hết. Và cái này có sáp nệt nữa nha, đồ sắc bén nữa. Lấy xuống. Giữ chưa? Sắc bén cho nó vui. 15.000 mấy. Chỉ là sáp nệt vui thôi. Một cây kiếm. Cái khung quá bự, không còn thấy cái tên của cây Morgan nữa. Hài. Giữ giữ liền. Rồi đi triệu hồi con kia thử ha. Triệu hồi con kia thử đi. Bỏ sắc bén làm gì, để vô cho đẹp. Ignis. Ignis. Ignis với lại Colossus đi. Leviathan. Một Colossus đâu.
Ông nói là cái gì cô Lâm á? Spawner của con Golem là gì? Tên con Golem tên gì quên rồi. Là vai thân Harbinger hả? Như Harbinger thì phải. Piglet si nhê gì? Piglet one shot bữa giờ rồi. Cái này không one shot được nè. Ignite trước kìa. Ra đây, test kiếm mới bằng con boss Ignis. Con này là không cho one shot. Rồi và chém chém chém. Vopo đâu? Hỏi lên nè kìa. Hỏi sát thương cũng rất là nhiều luôn nè. Bây giờ 5196 chém một cái. Được hơn á. Phải cường quá, hình như có sáp nệt nó sẽ tốt hơn và nó có quyết nệt nó bị yếu lại bớt miếng nữa. Chém vẫn phê. Ồ, ghê vậy. Có một phát nãy Vopo 300 luôn kìa. Có một phát Vopo 300. Thấy rồi. Nghĩa là Vopo nó cũng không có thể nào mà one shot được những con này. Đó. Từ 4.800 còn 4.600 nè. Ở 200 mấy 300. Ờ, Lutpinata đúng lúc quá vậy ta. Để nhạc không? Hài quá đi. Lutpinata. Rồi bây giờ quăng này ra đỡ. Để nhạc không? Để nhạc làm gì không? Tách ra được mấy cái này. Ừ, có 300 mà. Chém grid, grid đam hả? Có gì đánh xiên giáp không hả? Hình như không ha. Đánh xiên giáp hình như có ngọc. Nhưng mà không biết ngọc bên đây có không thôi. Nhớ có ngọc, ngọc xiên giáp. Ignore armor gì ấy mà. Lại coi. Ignore durability thôi à. Đúng rồi, không có ignore armor. Vopo xong reforge à. Giữ lại một cái đi. Rồi cái này là Ignitium một đống. Harbinger. Lộn mày, không phải Harbinger, con Golem là gì ta? Con Golem tên gì quên rồi. Wow. Nổ à.
Không có gì. Đi về chém Ender Dragon đi. Bây giờ chạy ngang đây cất cái đĩa nhạc trước. Ủa đĩa nhạc có luôn rồi kìa. Có chưa? À con mắt thôi, nhìn giống giống. Và mình sẽ lấy cái đèn. Đây là cái đèn. Chúng ta sẽ cho vô trong cái đèn đó những món rất là dữ dội. Lấy cái đe ra. Cái đèn này sẽ có sách đâu? Ủa sách đâu? Sách chưa đem qua nữa. Chạy bên kia liền. Để qua đây coi. Đây, Unbreaking cấp độ 8 cộng với Mending. Đặng có thể sửa được cái đèn ha. Và lấy xuống. Bởi vì cái đèn này không cho Unbreakable cho nên mới phải làm như vậy. Còn cho Unbreakable thì cứ Unbreakable cho nhanh, không có cần mất công. Và bây giờ chúng ta sử dụng thôi. Armor Pierce. Đó là cái dòng nào? Armor Pierce. Ừ, Armor Pierce. Heavy Weapon mới được Armor Pierce ha. Brawler nè. Armor Shred kìa. Mace Slayer. Armor Pierce. Chiến giáp, Light Weapon, Protection, Pierce, Armor Pierce. Để phải đi kiếm cái ngọc đó nữa. Qua chém Enderman tiếp. Hơi bị vui á. Bỏ vô. Cái thùng nào nó trống không ta? Để chúng ta bỏ vô. Mấy cái này bữa tính tách cường quá nè. Mà có mấy cái nó dởm cho nên không có tách. Câu bao là chủ yếu. Bây giờ để cái này xuống. Để cái hopper nữa. Bây giờ mình không muốn làm thêm. Chắc mình sẽ gom lại. Gom lại thì gom cái gì lại với cái gì? Nói mới nhớ anh trên socket nữa. Anh trên socket là phải coi lại nha. Để coi thử coi nó có thể enchant được socket hay không. Bởi vì cái chuyện đó là một vấn đề nữa đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái Diamond Barrel ở đây. Chúng ta sẽ gắn vô trong này là bé này. Và hãy chạy đi. Kiếm được gì kiếm. Nhưng mà nhớ lâu lâu phải để ý. Để khi mà nó gần hư hết á, chúng ta nhớ tháo nó ra. À, không xi nhê luôn thấy không? Unbreaking cấp độ 8. Chú, quá dữ. Rồi mấy cái này thì không có gì. Kiếm được đồ Rectag nữa. Tùm lum lắm luôn á. Rectag rất là nhiều loại khoáng sản. Chú.
Bắt kịch. Bây giờ chế tạo tiếp cái socket. Công thức của socket đây. Switcher of socket. Và cái này cần phải được nâng cấp. Atlas. No more than. Rồi hiểu luôn ha. Thì ta sẽ cần phải cân đối lại cái bàn ở bển một chút. Không khó. Bây giờ tất cả là nhiêu đó. Bây giờ nó là thâm thon sâu bao thôi. Đây. 90 cái này là 100. 100 thì tháo bớt hai cái ra. Chưa xuống nữa. Dữ vậy. Vẫn còn là 100. Nó ra khoanh ta chứ không phải kia lộn. Coi lộn coi lại. Malon thôi. Akena. Akena trừ 7.5 Stone Shell. Eterna trừ bớt. Gần hết nó ngừng hoạt động hả? Có không? Ở đây mình làm thêm cái Stone Shell một cái. Hai cái đắp đầu này mở lên. Bỏ vô. Cũng chưa đủ. Cái gì mà nó nhiều dữ vậy? Bay value. Auto value. Nó cần cái chỉ số gì? Quanta Arcana phải giảm. Arcana không si nhê. Ở đây. Thiếu chút xíu. 70. 65. Đã cân đối xong, giảm bớt chỗ này xuống là được. Và Infusion Superior Seizure of Socketing. Có cái này thì mới socket được nha. Đồ xịn mới socket được. Cây Morgan của mình bây giờ còn một lỗ nữa. Bỏ vô. 3 lỗ lên, 4 lỗ maximum. Empty socket. Còn lành luôn. Ở đây lấy cái này cái. Và nó mất độ bền cả. Mất 7 độ bền luôn. Chạy được bao nhiêu món? Một đống món. Giờ chúng ta sẽ cho thêm trong đây là in du sinh vô nữa. Nghĩa là khi nó chạy mà gần hư nát luôn á thì nó sẽ dừng lại, nó không chạy nữa. In du. Cái này chỉ có một cấp độ thôi. Khỏi suy nghĩ. Quan trọng là nó có dừng lại hay không. Nó dừng lại thì vui, nó không dừng lại thì mất. Vậy thôi. Rồi còn gì nữa. Chơi quá dữ luôn mà. Netherite nhiều lắm. Mình còn mà. XP rất nhiều ha. Chút bây chờ xíu. Để coi còn chuyện gì nữa giải quyết luôn. Quất luôn. Ender Dragon. Mimic. Ủa. Ender Dragon đâu? Đây nè, để ngoài luôn rồi. Ender Dragon đây. Up cây kia luôn. Bây giờ cho cây này lên luôn. Cấp độ Mythic. Cần có thêm God for Pearl. God for đâu? Nó đây, bỏ vô. Vẫn chưa đủ. Thiếu cấp độ. Cấp độ là chuyện không bao giờ có thể thiếu được. Cái gì cấp độ bên đây? Còn 1000 cấp nữa. Retrieve. Lấy 10 cấp thôi mới ra cả đống luôn, thấy không? Tại 10 cấp nó khủng khiếp lắm. Rồi bỏ vô, reforge. Cái này nó sẽ có Netherite Effectiveness, Play Torch, Speed,
3 x 3 không chơi. Ít. Chả quá ta. Play thought hả? Không cần. Đặt đuốc là không cần rồi đó. Có cái gì khác để đập vô trước không ta? Quẩn lắm nè. Rồi, cây này thì cứ lấy cái này thôi. Line Ringer là mình không thích lắm ha. Cái này đang reforge mà. Cấp độ này 5% loot Pinata luôn. Cộng 3 lất hả? Không để ý. Ồ, cộng 3 lất luôn. Vậy thì cũng chấp nhận được. Tại vì cái này cũng chỉ là pho trình thôi, cũng đâu có xài gì đâu. Giờ đâu đặt đuốc nữa đâu. Rồi quất, đồng ý. Vô. Ghê chưa? Cây này là mình không có up lên giống cây này để chúng ta còn phân biệt. Cây đó là cây Fortune. À, bây giờ cất đồ vô. Chúng ta sẽ lấy End Crystal đi qua The End thăm hỏi Ender Dragon cái coi. Chém một cái là hả, tiễn con Ender Dragon lên đường luôn á. Bốn cái model chắc được rồi, không cần nhiều đâu. Bây giờ chúng chưa thấy cần gì. Coi có loot Pinata không nha. Coi nha, coi nha. Loot Pinata. Too easy. XP. Nổ hũ là có một đống scale với Dragon skin á. Enderman nổ hũ. Vui ghê luôn. Quên. À, mấy cái đồ Enderman này nên dục chứ không có nên bỏ ở trong, nó sẽ tùm lum luôn á. Thằng này chúng ta luyện cái này lên cấp luôn. Ấy quên, có trứng không? Nãy giờ ông đi. Không trứng. Rồi vậy là trứng là chỉ xuất hiện theo kiểu kia thôi. Kinh nghiệm như mũi vậy đó. Nhỏ xíu. Không ảnh hưởng gì anh.
Uya cái gì vậy? Chịu hồi thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Hồi không có chuyện nổ hũ ha. Khó. Khó nổ hũ mà. Ê ê ê. Ôi thiệt tình phải chờ nó nổ trước. Đau lòng quá. Phải chờ nó nổ để nó reset lại một cái. Nếu không là mất. Gấp quá. Phải nổ hũ không? Không phải, nổ hũ là cái này nó sẽ nhiều lắm. Coi đánh thêm 5 con nữa coi. Chạy cái model này nó hơi tốn điện. Chúng ta phải đầu tư làm điện nữa. Đánh thêm 5 con nữa đi. Đang sẵn có em Crystal nè. Lút Pinata không ta? Tại vì chém nó nổ mình cũng không biết phải không nữa. Ra một đống mấy cái kia luôn. Nếu phải chắc nhiều Epic Shader lắm á. Cái này dục cũng được. Cái này cũng chỉ có một tác dụng thôi. Dragon Skin Spellbook 10 slot. Nhưng mà không bằng cái này. Đồ này xịn hơn. Sách phép hả? Sách phép Enchant có đục lỗ luôn nè. Đã từng làm rồi luôn. Ê! Rồi, một pha sai lầm. Ba con nữa thôi, ta sẽ lên được cấp độ Master.
Ở đâu con? Dục bớt đi. Thêm nữa. Chút xíu nữa thôi. Nãy giờ đi chém một là vừa luyện cấp của cái model, cái thứ hai là coi thử có loot Pinata không ha. Nhưng mà theo mình thì thấy là nó sẽ có mấy cái khác chứ không phải loot Pinata. Nó có được đồ chơi khác. Nó lên cái looting nhiều hơn. Looting nó mới ra nhiều dữ vậy. Còn nữa. À, nãy giờ test là không có loot Pinata từ con rồng. Và bây giờ vô boom, Superior 20 con nữa. Nó không lên loot Pinata mà nó lên loot tinh, nó cho ra một đống luôn nãy không. Rồi có vảy rồng. Vảy rồng làm được Dragon Aatrox, Dragon Soul. Công thức để làm ATM Star. Ghê ghê. Nhà dục luôn đi. À, bây giờ để bay cho thoải mái thì chúng ta về làm cái charm of flying thử coi. Cái về mất hết mana luôn mới ngầu. Demon Dream. Hử? 15.000 sát thương mà. Các bạn nghĩ sao con gì nó chịu nổi. Chỉ mới 15.000 thôi, cây này á, tối đa là 5 triệu. Sát thương ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi Charm of Fly. Fly flying gì đó. Đây là flying. Làm sao? Levitation, low phone, artwork, work. Phantom. Phantom trước. Ai sao? Corrupt food. À, cần gì nữa? Rồi xong. Đi. Bottle. Bỏ vô và xử lý.
Xong rồi đó. Rồi và chúng ta đã có được 3 bình Potion of Flying. Đây, Potion of Flying này sẽ cần phải đưa lên thành Charm of Flying. Nó là ba cái charm giống nhau, nó có từng cái thời gian khác nhau nữa cả, nhưng mà nó chuyển về cái charm là cũng y chang 15 phút thôi. Thì cứ làm cái charm 8, 15, 30. Phải nâng cái này lên. Ok, nâng lên. Redstone 2 lần. Rồi, được luôn. Muốn redstone thì redstone 2 lần đơn giản, không khó. Mình sẽ nâng lên thêm cái nữa. Hello. Cao lắm là chúng ta gắn ngọc gì? Gắn ngọc tăng cấp á. Để thăng cấp lên cho cái cường hóa nó xịn hơn thôi. Cường hóa nó bước lên cấp độ cao hơn. Trong đây nó không có Ancient Book ha. Nó còn có Ancient Book là còn lên nữa. Rồi Ancient Book nó cũng có giới hạn. Đây, flying. Đây là cái charm. Đây là cái bình trước chứ. Xong làm lên cái charm. Charm này là charm có thời gian 30 phút. Lấy xuống. Để lắp hết ra một cái. Để coi trong này còn không. Còn 4 cục. Infusion criteria not met. Mình sẽ phải kiểm tra coi. Bây giờ nó sẽ cần giảm cái quanta xuống. Bỏ bớt mấy cái này đi. 55 15 13 cũng vẫn còn cao. Arcana 32.5. Này là đủ rồi nè. Cái này 15, current value 15. Phải giảm xuống một chút nữa. Quanta. Lấy cái melon shell ra. Mở kết hợp sao qua này. Keep sale. Hôm ta 10 Arcana 30. Gần tới rồi đó. Rồi đủ rồi đó. Gắn 4 cái đèn cày lên là xong. Đây. Đây là làm lại để cho cái này bỏ vô cường hóa được. Nó sẽ lên Unbreakable. Rồi và mình có thể tháo được cái này ra đem cất. Hết chỗ cất luôn. Ghê thiệt. Ta cất vô một cái. Rồi mình có thể bay. Bật lên. Bay. Tuyệt vời. Unbreakable nha. Creative Fly. Rồi bây giờ cái này. Chúng ta đi qua những thế giới khác coi sao. Những thế giới ví dụ như là đi qua Twilight trước đi. Coi thử coi cái này có bị tắt không. Tắt là tắt, khỏi nói nhiều. Mặc dù là có cái charm. Cái charm cho nó không thấy hiệu ứng nữa. Bật lên lại coi. Mất hiệu ứng rồi. Charm đang bật luôn nhưng mà vẫn mất hiệu ứng. Không có cho bay theo kiểu đó nữa. Ở vậy thì mấy thế giới này chỉ còn có jetpack thôi. Hiểu luôn. Cứ chơi jetpack là được. Angel ring xài điện. Không thích xài điện thì xài charm.
Cam còn chỗ nào gắn ring sau Magic Book có chỗ gắn luôn hả? Phải cái này không? Đâu phải đâu ta, như đâu phải đâu. Lạ nha. Phải cái này không? Không phải. Jetpack còn nâng cấp á. Chỉ là mình đang tìm cái chỗ mình gắn cái charm vô thôi. Bỏ đi. Bỏ này luôn. Tăng là attack speed thôi. Lát nữa ra đổi luôn. Charm poison work. Phân đồ. Bell. Ủa charm đâu ta? Charm đấy hả? Tại có một cái à. Thôi, cất cái charm đi. Cái charm có thể để trong người cũng được. Angel ring cũng được. Cái nào cũng được hết. Lấy cái jetpack xuống coi. Cái này đi lên. On the medium thruster. Lên nữa. Lên tiếp. Lên tiếp. Create. Mà bây giờ tốc độ nó cũng là vừa đủ rồi. Nâng nữa thì nó cũng không có tác dụng gì hết ha. Tại vì bay cũng đã quá nhanh rồi. Nhanh hơn nữa là banh máy luôn. Oh, còn này nữa. Cũng lất. Cooldown reduction. When on body thôi. Cho nên mình xài cấp độ này là vừa đủ. Body. Không có cái bảng tính chỉ số ta. Không có cái bảng tính chỉ số. Cộng dây chuyền. Dây chuyền đó là chỗ dây chuyền chứ. Đâu liên quan gì đâu. Dây chuyền sao nằm ở ô cham được. Dây chuyền là dây chuyền thôi. Cũng không có cộng dây chuyền gì mới. Không có đặc biệt á. Đang kiểm coi còn cái gì chiền hay cái gì đó nữa để mình xài không nha. Necklace. Có cái đó là xét đánh thôi à. Không cần lắm. Tăng xét thương. Bây giờ xét thương chúng ta không cần. Cái này là cái tăng tốc độ di chuyển khi mà nhận xét thương. Thì nó cũng thêm vui vui thôi. Rồi bỏ hai cái cào vô. Để lên trên tay. Tăng tốc độ đánh 40% attack speed. Thôi gõ cái này liên tục luôn á. Chơi vô quá dữ. Quá ghê. À đi coi thử coi. Quên. Đi coi thử bên này coi. 1557 full. Bên đây full luôn mới ghê. Rồi bây giờ mỗi thứ một món thì làm sao chứa bao nhiêu cho đủ.
Bây giờ chỉ có một cách thôi, đẩy nó vô cái hệ thống bên đây. Nó sẽ cần phải có cái importer. Pick up tray. Hai ba. Tắt upgrade. Ở bên này mình sẽ đập ra, nó sẽ rớt khoáng sản ra một cái và nó báo tùm lum hết. Nghĩa là đi kiếm mấy cái khoáng sản đó cho mấy cái nhiệm vụ á mà. Nó cũng không quan trọng gì lắm. Bây giờ ta để lên đây. Để cái này lên đây và để cái này lên đây. Độ bền còn 1554. Đập ra, gắn cái import vô và bỏ vô trong này luôn. Tạm thời sẽ chứa thêm khoáng sản vô trong đây ha. À mà khoan đi, khoan. Bậy quá. Chúng ta sẽ cần phải có một cái try khác chứa cái này là được. Đâu có gì đâu, rất đơn giản. Là một cái 64K khác. Mixin Processor. Quyết vấn đề năng lượng. Rồi thì theo các bạn đề xuất đi. Năng lượng giải quyết làm sao cho nó xịn nhất. Và chúng ta không cần phải quan tâm đến vấn đề năng lượng nữa. Một lần và mãi mãi thôi. Không cần quan tâm nữa. Extreme Reactor là cũng mệt nha, chứ không giỡn đâu. Cũng có nhiều thứ với Extreme Reactor lắm á. Solar panel. Solar. Đây là Rectech Solar. Bỏ qua đi. Solar của Power thì tính thời điểm mà auto crafting thì cũng ok đi. Để coi lại coi. Cái này là mệt mỏi nhất. Cũng tạm ổn ha. Cũng có thể tạm chấp nhận được. Solar của Power. Rồi mà mình đã chuyển một hệ thống mới, một cái try mới 64K chứa hết tất cả những cái phần khoáng sản mà ở trong cái phần miner nó đào được. Rồi bây giờ chúng ta vẫn còn có khoáng sản ở đây nữa nè. Mấy cái khoáng sản này tới lúc cũng nên dọn rồi, đưa nó đi nơi khác chứ không nên để trong này nữa. Quá nhiều. Pro này dục luôn đi. Ethylene đó là bị nớp rồi. Không có còn xài như xưa đâu. Không có chạy ầm đâu. Được cân bằng rồi chứ không phải nớp lộn. Cân bằng rồi.
Ethylene ha, không có đơn giản đâu, bỏ vô không phải là chạy luôn đâu nha. Đây là gì? Andesite nằm đây. Reactor có power. Reactor có power thì cũng tạm đi. Ba mươi mấy trang rồi, thôi để nó đi. Không rồi, để nó đi. Benny tôi. Thôi luôn. Thả lắp trong đen nôn làm gì? Đen nôn mới là cái mà để cần chứa vô chổng đó chứ. Mấy cái đó mà chứa vô chổng hả là nó tốn chỗ lắm luôn. Đen nôn sao chịu nổi. À, cái gì cái trong cái cell làm sao chịu nổi. Cười gì nó là ngàn mấy rồi nè. Cho mình bỏ thêm vô á. Quá nhiều. Này kiếm on the mod như không ha. Kiểu như chúng ta để chơi cho vui thôi chứ nó cũng không có tác dụng nhiều. Có cái bình đây, kiếm cái cell bỏ vô. Kiếm cái chỗ nào đó cất lên thôi. Rồi, Enderman. Rồi, mời Enderman xuống đây. À, để coi có nổ hũ được cái ngọc nào xịn xịn chút không. Aerodamet. Chủ yếu nổ hũ ngọc. Infinity. Nghe dễ ghê luôn. Reactor bin industrial hả? Cái đó cần phải coi lại ha. Coi cái nào dễ làm nhất thì hốt. Hiện tại thì mình cũng đang định sử dụng cái thermo của power á, tại vì cái đó dễ làm nhất, cũng đỡ mất công nữa. Đặt công thức thôi. Rare affix là món gì? Món nào là rare affix nữa? Giờ tất cả những cái gì cho đi được là cho đi rồi, nó chỉ còn lại mythic thôi chứ không có còn rare. Mà chủ yếu là đang kiếm ngọc. Hạ gục Enderman kiếm ngọc. Ui nó cạp tôi.
rất trứng nè, trứng nè, roller armor pierce. Bạch Phật. Lupinata không. Vậy thì tắt đi. Hôm nay cũng không cần chạy nữa rồi. Đủ rồi. À cái này hả? Nó đầy rồi tính tiếp. Cái ngọc đâu rồi? Cái ngọc đâu? Vậy là hết tất cả các loại gem chưa? Còn có unique gem này ở đâu ra nữa? Lifesteal và thắt damage. Frozen Queen. Pack. Bây giờ nó còn những cái unique. Có một số cái unique nó không xuất hiện. Nếu mà không cần này cũng không sao ha. Hai mốt cục. Lifesteal toughness. 25% armor của hai cục này. Guardian gem floor cùng một loại á. Phải chạm nó. Có phô làm sao nữa. Popo hồi nãy có thử rồi. Kém những con boss mà không one shot được á thì nó nhảy lên cả 200. Chứ nó không nhảy hơn nữa. Cái này, cái này để ôm lại ngọc. Để đi tính tiếp. Tại vì nhiều quá.
Ender Pearl coi. Ender shot nè, đó cục này nè, cục này hiếm lắm luôn nè. Ui da, nó lại cắn tôi nữa rồi. Ender shot hàng hiếm cực kỳ hiếm luôn. Nãy giờ chém quá chừng Enderman luôn, chỉ mới có một cục unique. Đó, kiếm cái này nè. Cho vô cây kiếm hoặc là cho vô công cụ, tăng cái cấp độ cường hóa của nó lên. Bốn mươi phần trăm lifesteal cho cây Morgan. Phải đọc ở trong á, coi nó lifesteal theo kiểu gì. Đó rồi, 20% lifesteal. Cái đó nếu mà thực sự mà được lifesteal giống vậy á, là coi như là cũng không còn gì nữa, là bạn bao mạnh luôn, không còn con gì có thể hả làm gì được bạn hết. Nghĩ sao cộng 6.000 giọt. Thì giờ phải ra đây chém thôi. Ờ, được hai cục rồi cả, chịu khó ra đây ngồi chém thôi. Chứ sao giờ cái cục này là không có ô tô được nha, bắt buộc là phải bằng tay xử lý. Ô tô được thì không có gì để nói, không ô tô được cho nên quýnh bằng tay luôn chứ sao giờ. Chưa có lúc Hinata mà lại hụt Flawless Gem Arcane Recovery. Hy vọng một phát loot Pinata lên cục đó rồi. Lên cục đó được khoảng 20 cục. Ender Shirt 20 cục. Yo, Enderman ơi. Fortunate. Rồi, không nổ rồi. Ra được cục này là hên lắm luôn á. Nó nổ trúng cục này mới là hên á. Còn nó nổ trúng cục khác là bình thường, không có gì để nói rồi. Hai ngàn năm. Giờ muốn mạnh thì phải làm sao? Phải chịu thôi, phải làm thôi. Bon Lance cộng mà thắt damage 7, là thắt damage không CJ gì hết trơn. Có cục roller cộng mà thắt speed nè, mình đang xài. Nhưng mà mình là cần cái này nè, cái này nè. Flawless lên buffit, buffit cộng 2. Cái đất gì đó nó cũng không có được, phải là natural gọi là natural spawn nó mới xuất hiện, nó mới đồng ý. À, chủ yếu là cũng từ Enderman là chính, những cái con khác nó không bằng.
Nè, này nổ hũ nữa nè. Nổ không đúng lúc. Mà nhiều khi nó nổ á, là nó nổ trúng Ender Pearl á. Chứ nó không nổ trúng ngọc. Không có gì rồi. Đau lòng chưa? Elven Trident of Duelist. Cái gì bắn Second Arrow nó vui vậy? Ôi không có gì luôn. Ý đừng cung. Ôi không nổ. Đừng cung mà không nổ. Thiệt luôn á, ba cục rồi nè, nhưng mà nó không nổ hũ ha. Tắt cái đi. Chúng ta sẽ quay về coi thử coi mình đang có mấy cục. Quăng vô cây kiếm. Nâng nó lên. Quẩn lắm. Rồi, không có. Học đâu? Kiểm tra. Đây là Flawless Ender Search. Nãy giờ đã kiếm được thêm 3 cục Ender Search. Bây giờ cần phải nâng cấp nó lên. Cái gem thay bộ đâu rồi? Đây. Gem thay bộ bỏ vô, bỏ vô. Không bấm được missing input. Rồi đổi lên, không được luôn. À nó thiếu gem dust, quên. Gem dust đây. Chúng ta bỏ gem dust vô, bỏ này vô. Bỏ bên đây vô. Rồi giờ bấm được nè, cái này nhiều lắm cho nên xài này luôn đi. Giờ ta sẽ từ cái này lên Flawless. Rồi hai cục Flawless. Hai cục Flawless nha, và Mission Input phải đưa cái này vô nè. Perfect cộng 2. Ghê chưa? Một cục này cộng 2. Nếu mà các bạn xài 4 lỗ giống vậy mà cộng 1 là được cộng 4. Nhưng mà nếu mà 4 cục cộng 2 á, là thành cộng 8 luôn. Quá khủng khiếp. Cộng 8 luôn nha. Mình đang có cây này là Fortune cấp độ 8. Cộng 2 thành Fortune cấp độ 10. Và cây này có thể được 4 lỗ. Quất một phát. Nghĩa là 8 cộng 8 thành 16 luôn. Fortune 16. Thật là khủng khiếp. Rồi, và nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có được những cường hóa xịn nhất vô trong cây Morgan, cũng như là những cái công cụ mình đang sử dụng. Còn bây giờ, mình sẽ kết thúc chương trình ngay hôm ta đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye!